Này của hiệp đầu tiên cũng đã vang lên. Trong hiệp đầu tiên thì các thủ đội nhà họ rất nguy hiểm. Và là thủ áo trắng. Như vậy là chúng ta xác định đã có lỗi việt vị trong tình huống vừa rồi. Có được tấm vé đi tiếp. Chúng ta xác định Vezel đã tranh chấp với trung vệ Adna Quỷ. Ferdinand và chuyền bóng hơi sâu. Và đội bóng xuống biên rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn trong sân. Thủ áo xanh tiếp tục là pha chạy bóng vào trong. Rất nguy hiểm. Tunisia chưa hề có lỗi việt vị anh em ạ. Tạt bóng vào. Rất nguy hiểm. Không được huấn luyện viên Sanfia bố trí trong khung gỗ. Mà thay vào đó là cái nhịp khác về phía cái thủ áo xanh. Đó là pha phòng ngự tốt. Pha dứt điểm từ xa. Và dứt điểm. Lỗi thuộc về phía thủ. Một pha bóng rất mạnh từ phía sau. Quỷ. Rất nguy hiểm. Bóng chạm tay rồi. Bóng đã chạm tay cho tình huống này đối với Orat Manco. Bên nào chúng ta cả hai lượt trận tiếp theo. Trên đất của Ido thì mình đã để bóng dành cho các thủ đội áo trắng. Rồi đó là pha xử lý vẫn chưa thành công của Marcelino Ferdinand. Đã xấu chơi cho tình huống này. Anh đã sau đối với các thủ Philippines Việt Nam của chúng ta. Phải được bóng vào trong. Không có được một cú dứt điểm đến. Marcoen đặt bóng vào. Và là thò hay. Và chuyền bóng rất nguy hiểm. Bóng đã chụp. Để bắt chính. Bóng đã chuyển sang bên phía cánh đối diện. Đó là Marcelino Ferdinand. Bóng trong rất nguy hiểm. Vẫn còn. Trong rất nguy hiểm. Để bóng dành cho Indonesia. Phá dứt điểm. Rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho thủ Indonesia rồi. Phá dứt điểm rất đẹp mắt của Tom Hay. Tom Hay đã giải quyết ở trong một tình huống này. Tình huống dứt điểm từ xa. Tất nhiên niềm vui đến từ các cổ động viên đang có mặt ở trên sân vận động Bukano. Rất tiếc là pha xử lý của Patrick Rachel lại chưa thành công. Nếu như nó trong khuôn khổ của khung thành cũng sẽ là một cơ hội. Đánh đầu. Đó là pha đánh đầu lên của Joan. Indonesia rất nguy hiểm. Nhưng đó là tình huống phòng ngự tốt của Center Nighthawk. Góc. Rất nguy hiểm. Và bóng không dính. Bóng rất chính xác của tiền vệ bao số 19. Tạt bóng vào trong. Rất nguy hiểm. Đó là pha bóng. Pha rất hơi hình của hàng phòng ngự bên phía Philippines. Và mọi người chưa thành công. Đó là tình huống phòng ngự tốt của. Đây sẽ là cơ hội dành cho Indonesia. Đây là không được. Đó là tình huống bằng tốc và thời điểm khá hay. Vẫn là thủ áo xanh. Đưa bóng vào. Đưa bóng trong rất nguy hiểm của. Rất nguy hiểm. Cơ hội. Vẫn là thủ Indonesia. Đã có những sự. Đó là pha bóng chính xác của Mendoza. Đây sẽ là cơ hội bóng dành cho thủ áo xanh. Vẫn còn dứt điểm. Và dứt điểm vẫn trước đến bên Scott Wood. Lợi thế dành cho Indonesia. Và tiếng còi của Valisimo ở khu vực giữa sân. Kevin. Không có gì khó khăn đối với. Kiện của chúng ta sẽ phải thắng các thủ Iraq thì sẽ đoạt vé đi tiếp. Pha chạy bóng vào trong rất nguy hiểm. Như vậy là lưới của Philippines đã phải rung lên lần thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Ramahani đánh đầu chính xác các trong tình huống vừa rồi.
cao thủ Philippines họ không thể đứng vững trước cái pha tấn công của Indonesia. Tôi chưa thể tung ra pha dứt điểm, không được. Một tình huống và cản bóng rất tốt. Orat Markoen nó được chuyển bên phía thủ Indonesia. Tình huống trả về thứ hai rất nguy hiểm, pha dứt điểm ngay. Đưa bóng vào trong, cơ hội rất bình tĩnh, sẽ là quả đá biên. Như vậy là lỗi thuộc về pha treo bóng vào trong. Tình huống rất ác khan, rất nguy hiểm. Đưa bóng vào trong, rất nguy hiểm, bóng đã trúng cột dọc. Và trong tình huống vừa rồi rất nhanh tạt bóng vào, đó là pha bóng chắc chắn của đây sẽ là cơ hội dành cho các thủ Indonesia dứt điểm. Khăn về mặt lý thuyết đối với đội tuyển Việt Nam chúng ta cả, Nam mình không phải chỉ bóng đá mới xây nhà từ nóc đâu. Đây là cơ hội bóng dành cho Indo, đó là pha cắt bóng này vẫn là top hay. Markoen và dứt điểm vẫn chưa thành công. Ngờ quả đá phạt này, có lẽ đây là tình huống dứt điểm ngay. Chỉ vào chưa đầy 3 phút vào đội ngũ support từ đông, vậy là sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho tất cả các anh.